Xin chào các bạn, hôm nay kênh Bách Khoa Tri Thức sẽ nói về khô âm đạo khi mang thai. Trong thời gian mang thai, cô bé có hiện tượng trở nên khô hạn. Đây là tình trạng thường gặp ở phụ nữ mang thai. Nguyên nhân chính là do suy giảm, rối loạn estrogen và do yếu tố tâm lý gây ra. Khô âm đạo ở phụ nữ mang thai không chỉ dừng lại ở việc ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề sinh hoạt tình dục, mà còn là yếu tố làm suy giảm chức năng và suy giảm đời sống tình dục của các cặp đôi. Nguyên nhân của khô âm đạo ở phụ nữ mang thai. Trong thời gian mang thai ở phụ nữ thường có các tâm lý thất thường, chị em phải đối mặt với ốm yếu, mệt mỏi, lo lắng, do đó làm giảm đi hứng thú trong chuyện chăn gối. Tâm lý lo sợ ảnh hưởng tới con, gây sảy thai trong thời gian đầu cũng là nguyên nhân khiến âm đạo bị khô hạn. Vùng kín không được kích thích đủ. Song song kèm với lý do tâm lý thì việc kích thích mơn trớn cô bé không đủ cũng làm giảm ham muốn của phụ nữ. Dịch tiết chất nhờn sẽ kém đi, gây tình trạng khô âm đạo ở phụ nữ mang thai, suy giảm rối loạn nội tiết tố nữ. Nội tiết tố nữ chính là nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng khô âm đạo trong thời gian mang thai. Bình thường, hormone estrogen được tiết ra từ buồng trứng sẽ làm nhiệm vụ điều tiết chất nhờn. Với phụ nữ mang thai, trong khoảng thời gian đầu sẽ tập trung cho sự hình thành và phát triển của thai nhi. Estrogen bị suy giảm tại giai đoạn này sẽ làm cho âm đạo bị khô, gây ra đau rát khi quan hệ. Đối với phụ nữ khi có thai, nội tiết tố thay đổi, làm thay đổi môi trường âm đạo. Do vậy, rất dễ bị viêm phụ khoa. Khi bị viêm phụ khoa trong giai đoạn này, chị em có khả năng cao bị khô âm đạo. Tác hại khô âm đạo ở phụ nữ mang thai. Thứ nhất, làm chất lượng tình dục suy giảm. Khi cô bé bị khô hạn, bạn sẽ có khó khăn hơn trong quá trình giao hợp. Bạn cần nhiều thời gian trong chuyện này và chắc chắn sẽ làm bạn và đối phương hụt hẫng khi bị việc. Thứ nhất, làm chất lượng tình dục suy giảm. Khi cô bé bị khô hạn, bạn sẽ khó khăn hơn trong quá trình giao hợp. Bạn cần nhiều thời gian trong chuyện này và chắc chắn sẽ làm bạn và đối phương hụt hẫng vì việc khô hạn này. Thứ hai, teo âm đạo. Khi âm đạo bị khô thì âm đạo mất đi sự đàn hồi và dễ bị teo âm đạo. Nếu không có sự can thiệp kịp thời, tình trạng khô âm đạo sẽ khiến cho các mô xung quanh âm đạo không duy trì được tính đàn hồi. Dịch tiết âm đạo cũng bị ảnh hưởng và bị ngăn chặn. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ gây ra khó chịu cho chị em phụ nữ và ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề sinh sản. Thứ ba, bệnh lý phụ khoa. Khô âm đạo ở phụ nữ mang thai sẽ kéo dài tới khi phụ nữ sinh xong và có thể kéo dài tới thời điểm bạn cho con bú. Bạn sẽ có cảm giác ngứa ngáy, khó chịu khi quan hệ tình dục và tại chính thời điểm này sẽ là thời điểm thuận lợi cho vi khuẩn gây hại xâm nhập gây ra viêm âm đạo. Với những hậu quả bạn có thể gặp khi bị khô âm đạo trong thời kỳ mang thai thì bạn nên lưu ý để giảm tình trạng này. Với chị em trong thời kỳ có thai phải hạn chế sử dụng thuốc. Thay vào đó, bạn nên bổ sung lượng estrogen từ thực phẩm như từ mầm đậu nành, ăn nhiều hoa quả và rau xanh có chứa vitamin E để bù đắp lại sự suy giảm estrogen trong cơ thể. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận những thông tin hữu ích, ủng hộ kênh Bách Khoa Tri Thức nhé.